mình cho một muỗng mắm tôm vào đây ha cả nhà, hoặc là mắm ruốc nha cả nhà. Mình khuấy nó lên cho nó hòa tan ra, mình ăn nó mới ngon nha cả nhà. Cắn kẹt cái chả này coi nó có làm sao đây, có vị gì đây. Tiếp theo là món tráng miệng nha cả nhà. Cái này có chân trâu đen hả? Bên này có sầu riêng nè, các bạn có chân trâu đen. Tập loại này không sầu riêng, loại này có sầu riêng. Bếp của ba xin chào cả nhà. Ngày hôm nay bếp của ba xin chia sẻ đến cả nhà mình một món ăn tại chỗ này nè cả nhà. Nhìn qua cả nhà mình biết đây là món gì không nào? Hôm nay bếp của ba dẫn cả nhà cùng đi ăn món bún riêu tôm mỡ heo giòn nha cả nhà. Ở quán này cho mình tô bún riêu nè, thường có đậu hũ, mọc, chả cây, rồi riêu cua, thêm ít tôm mỡ, cho hành lá rồi hành phi thơm nữa cả nhà. Còn cái tô bún đặc biệt thì sẽ thêm ít thịt bò và trứng vịt lộn. Món này ở đây ăn kèm thêm với lại rổ rau xanh nhỏ nhỏ như thế này nè. Thêm tí mắm tôm hoặc là mắm ruốc, cho thêm tí ớt để ăn cho ngon nha cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà mình đi thưởng thức món bún riêu nha cả nhà. Thì đây là cái quán nằm trên đường Trần Quốc Toản. Mình biết hai quán, một quán ở Nguyễn Thị Minh Khai và một quán là nằm ở đây nha cả nhà. Thì cái này thì cách chợ Tân Định chừng khoảng 200m thôi. Hôm nay bếp của ba sẽ dẫn cả nhà mình vào bên trong quán và cùng kêu cái món bún riêu tôm mỡ và mọc giòn để cùng thưởng thức cái món này nha cả nhà. Nào mời cả nhà cùng theo chân bếp của ba nha. Rồi sau một lúc mình kêu món và mình ngồi mình chờ đợi thì món đã ra rồi đây nè cả nhà. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Món bún riêu tôm mỡ mọc giòn ở đây ăn kèm với lại một ít rau xà lách và rau thơm nha cả nhà. Trong trường hợp mà nhà mình có người không ăn rau sống được đó cả nhà, thì mình có thể là nhờ người ta trụng cho mình một đĩa rau. Như vậy là cả nhà mình đều ăn bún riêu với rau xanh ha cả nhà. Em ăn bún riêu nha cả nhà. Và cả nhà cũng ăn bún riêu với mình nha. Đây mình ăn bún riêu đây. Mình cho một tí ớt ăn cho nó cay cay nha cả nhà. Có cái cây chả nữa nè cả nhà. Ôi cây chả nhìn nó ngon quá cả nhà ơi. Hấp dẫn lắm cả nhà. Cho ít rau đi. Ngon quá. Bún riêu nha, đậu hũ nha, mời cả nhà nha. Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà còn thiếu một cái nữa là gì biết không? Mình cho một muỗng mắm tôm vào đây ha cả nhà, hoặc là mắm ruốc nha cả nhà. Mình khuấy nó lên cho nó hòa tan ra, mình ăn nó mới ngon nha cả nhà. Đúng là nó thơm bún riêu luôn á. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ăn nha, bún riêu nha. Rất ngon, ngon lắm các bạn.
cái quán bún riêu này quá ngon rồi. Có thịt bò nữa nha. Cắn cái chả này coi nó có làm sao đây. Có cái vị gì đây. Nó giòn giòn ha. Ngon. Rất ngon các bạn. Tiếp theo là món tráng miệng nha cả nhà. Cái này có chân trâu đen hả? Cơm nếp, bắp, trời dừa. Những đêm khuya cái định mệnh nào có thể sắp đặt khiến cho cả hai gặp nhau lúc ấy để chơi.